Mời các bạn đến với phương pháp 14, huyệt nội quan. Mọi người có thể hiểu huyệt nội quan như một công tắc của các cơ quan trong cơ thể, hoặc là công tắc của trái tim. Người xưa cho rằng mọi trứng trong cơ thể đều mở nội quan, bởi vì nó có tác dụng trị liệu đối với tất cả các bệnh liên quan đến nội tạng. Huyệt này không chỉ giúp chúng ta loại bỏ cơn đau ngực, giảm căng tức ngực, mà còn chữa say tàu xe, say sóng, đau bụng kinh, trấn an tinh thần. Ý nghĩa tên huyệt. Các thầy thuốc Đông y giải nghĩa về tên huyệt như sau. Nội có nghĩa là nằm phía trong, bờ bên trong cơ thể, còn quan dùng để chỉ phần hõm vào của tay. Như vậy, qua tên gọi có thể đoán nôm na về vị trí của huyệt. Cách xác định huyệt. Để tìm huyệt này, mọi người hãy duỗi thẳng tay trái ra. Bạn sẽ thấy ở cổ tay có rất nhiều đường vân ngang. Khép ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của tay phải vào với nhau. Đặt ngón áp út lên đường vân ngang của cổ tay. Lấy độ dài bằng chiều ngang 3 ngón tay, điểm giao giữa ngón trỏ và 2 đường gân trên cổ tay chính là huyệt nội quan. Tác dụng. Do huyệt nội quan thuộc kinh tâm bào. Kinh tâm bào thay tim hứng chịu mọi tổn thương. Tim lại điều khiển mạch máu, nên huyệt nội quan có thể thông kinh lạc, thúc đẩy máu lưu thông. Đồng thời, huyệt này có liên hệ biểu lý với kinh tam tiêu. Kinh tam tiêu lại liên quan trực tiếp tới các bệnh về khí. Do đó, huyệt nội quan giúp lý khí. Một cô gái hơn 20 tuổi mới kết hôn được vài tháng. Ngày nọ, cô cãi vã to tiếng với gia đình nên bỏ ăn, chẳng chịu nói chuyện. Người nhà thấy lo lắng, bèn đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô nhất quyết giữ im lặng. Mạch của cô khá chậm và sáp, tức là không thông suốt. Do đó, bác sĩ đã dùng kim châm vào huyệt nội quan. Kết quả là cô đã mở miệng nói ngay lập tức. Lúc này, người nhà mới biết cô bỏ ăn, không chịu nói chuyện, chẳng phải vì giận dỗi, mà do cảm thấy tức ngực, khó chịu, không nuốt nổi cơm. Bấm huyệt nội quan giúp cải thiện tình trạng khí trệ trong lục phủ ngũ tạng.